Xin chào anh em thợ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một bài làm nồi rung giật và gợn sóng. Thì anh em xem video như sau. Đầu tiên thì anh em tháo ba càng ra. Thì anh em vệ sinh, anh em lấy giấy nhám bo cái ba cái chân này cho sạch sẽ đi. Sau khi đó anh em lấy mỡ bò, anh em bôi ba càng này cho sạch sẽ. Và sau khi đó anh em gắn ba càng vào cho em. Gắn ba chân vào nha. Bố zin thì không cần phải đánh dấu đâu, nó đều hết rồi anh em nha. Thì ở đây sau khi đó là ba củ cao su. Ba củ cao su anh em gắn vào ba chân. Anh em gắn vào ba chân. Sau khi đó anh em ấn vào như này. Đó. Rồi anh em để đây. Sau khi đó anh em lấy ba cái lò xo này là lò xo của BC Attila nha. Lò xo này là lò xo của Attila BC nha. Là lò xo lớn để chống rung giật nha. Giải thích anh em lò xo lớn, lò xo nặng là nó sẽ giảm tối thiểu các cái độ nồi nó ra nhanh, sẽ bị trượt. Thì bây giờ mình hướng dẫn anh em để mình ráp lại nha. Anh em móc vào đây. Anh em nhìn đây. Mình sử dụng cái móc. Móc vào. Mình thì chế cái nhọn nhọn này bằng cái cây ốc đầu thôi. Nhọn nha. Móc vào đây. Sau khi đó mình đậy cái nắp này lại. Anh em cho nó ngay rồi anh em đóng nó lại nha. Đây anh em kiếm cái đầu tiếp như này. Em để ở đây. Ok đây. Bốn góc. Sau khi đó anh em cài phe nha. Cài phe lại. Đây anh em để như này. Em để kìm như này. Đó, nhẹ nhàng. Rất đơn giản đúng không anh em? Đó, anh em bắt vào. Sau khi đó anh em gõ này xuống. Anh em lại bố này. Xem nó có ra không nhá. Đó, sau khi đó anh em ráp vào đây. Gắn vào đây. Rất đơn giản. Anh lại tí xíu đi. 1 chân đè vào đây. Và bắt vào. Sau khi đó anh em lấy này anh em vặn này. Sau khi đó anh em bắn này. Anh em bắn không có giữ cái này nha, cho nó chạy đi. Không có giữ nha, giữ bắn là nó bị tuông ốc nha. Sau khi đó anh em vệ sinh này. Lấy giấy nhám vệ sinh nha. Vệ sinh sạch sẽ cái mặt bố nha. Đó, anh em vệ sinh sạch sẽ nha. Sau khi đó anh em xịt này. Rồi như vậy là đã gắn được xong bộ ba càng đúng không? Và sau khi đó ở đây cái chuông thì lúc đầu chưa khoan nhá. Thì mình đã khoan lấy mỗi khoan 4 ly. Anh em có khoan bàn nó sử dụng cái mũi khoan 4 ly này. Anh em khoan đây này. Khoan theo đường dẫn dãy nha. Này. Đó. Sau khi đó anh em lấy cái mũi này, anh em để cầm như này, sau anh em khoan để cho nó hết cái ba dớ ở trong, dính ở trong cái mặt khoan cái mũi này nha. Nó sẽ làm cho hết cái ba dớ đi anh em nha. Đó, như vậy là anh em đã khoan được cái chuông này theo hình chữ V.
Cái này giải thích cho anh em là khoan như này để cho nó thoát bụi. Bụi nó có bám ở trong cái mặt chuông ở trong thì nó sẽ có cái lỗ này, nó sẽ thoát bụi ra, nó không có nằm ở trong thì nó sẽ không dính vào cái mặt bố này, thì nó sẽ không bị rung đầu nhá, chuột bố nhá. Đó, như vậy thì mình đã làm xong được bộ côn ở sau đúng không? Rồi bây giờ đến cái nồi trước. Nồi thì nó giống nhau hết thôi, côn nồi giống nhau. Thì ở đây bi nó có chiều sâu, chiều cạn. Thì anh em gắn cái chiều sâu này qua đây. Đó, anh em lật lại này. Lật qua. Thì ở đây là cái cao su trượt. Anh em lưu ý nha, cái cao su này nó trượt thì anh em phải thay mới nhá. Thay mới thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Anh em sử dụng cái kìm bấm như này. Anh em bấm bóp cái đầu này lại. Bóp cái đầu này lại nhá. Để cho nó bóp cái đầu lại. Bóp cái đầu lại thì anh em bỏ vào, sử dụng cao su mới lâu bị lỏng. Anh em đóng vào. Đó. Như vậy là anh em đã làm cho cách rất ok. Chưa nhiều anh em cứ gắn cái cao su mới vào mà anh em không làm như vậy, nó rất là nhanh lỏng. Nó lỏng. Đó, anh em gắn vào như thế này là ok. Phải lên xuống được nhá. Lên xuống này. Nhẹ nhàng nhá. Đó. Chứ không nó lỏng nó dơ ngang mà cái nồi nó sẽ bị rộng cọc 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 nhá. Đó, như vậy thì mình đã ráp được cái bộ nồi trước đúng không? Bây giờ anh em xem hướng dẫn mình ráp vào trong xe rồi xe nổ máy cho anh em xem nhá. Thì ở đây mình đã kiểm tra cái cọng dây guaza này thì nó vẫn còn sử dụng tốt, nó chưa có nứt nhiều. Thì chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu anh em bảo dưỡng cho cây dây guaza nhá. Thì mình ráp vào này. Ở đây là mặt cánh quạt nhá. Cái này là cánh quạt nhôm ở ngoài nhá. Em gắn vào đây. Đó. Ở đây nó có một con cục căn đó, chịu bên ngoài này dòng Vavio. Anh em bắt vào. Anh em ráp cái nào thì anh em bắn cái nồi vào luôn nhá. Ráp cái nào thì bắn luôn vào không quên nhá. Không có để gá nó rồi hồi nó quên. Và sau khi đó anh em bắt bộ nồi tiếp theo, bộ nồi sau vào nhá. Anh em kéo một cái này. Vặn vào. Rồi anh em xem video mình sẽ nổ máy nhá. Tại vì cái dây guaza chỉ lụng nó thời gian hụt mới á, nó bị cứng, nó cứng nó làm cho gọi là gợn sóng. Thì ở đây mình đã sử dụng chai liquid, chai liquid này để bảo vệ cho dây guaza mềm và không có cứng cao su, làm cho chống rung giật, có nghĩa là không gợn sóng, gợn sóng tầm 4-50. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái chai này. Bây giờ mình sẽ xịt đây, anh em nhìn đây, nó đang kêu đúng không? Anh em xem nhé, nó êm ru đúng không? Nó hết dần dần rồi nhé. Anh em thấy thế nào? Anh em mua lấy một chai liquid này, nó có 230 thôi. Nó bảo vệ dây guaza cho nó không gợn sóng, nó mềm dây guaza.
anh em xịt vào khi nào nó thấy nó ok rồi thôi. Đó. Thôi chúc anh em thợ một buổi làm tốt.